Rồi có con bệnh làm rồi anh em ơi. Thank you.
À, chú chào con. À, cô chú là cũng đang xây dựng một cái nhà nghỉ. Dạ, tương đối dạ. Là để ổn định về vấn đề trang trí nội thất mà, nhưng mà dạ. Đi qua đây thì thấy là Hoàng Tuấn đã nổi bật rồi. Dạ, à, cho dạ. Nên chú quay ở đây thì tình cờ là cũng gặp con, là con của anh Hoàng Tuấn ở Phan Rang. Dạ, dạ. À, thì chú cũng mong muốn là để con tư vấn cho cái gặp mà ốp cho cái cầu thang. Dạ, cầu thang. Dạ. Con nói rõ đó cho chú. Cô xin phép thì bây giờ trước mắt là vấn đề ngày xưa giờ là đa số khách sử dụng cầu thang là sử dụng bằng đá hoa cương. Thì cái đá hoa cương của nó là nó là đá tự nhiên, nó chỉ ra và nó mài bóng thôi. Thì vấn đề mà cái độ nén và cái độ chịu lực của nó thì so với cái hàng hiện giờ gọi là đá, đây là gọi là đá, nó là đá bóng kiến. Nó là đá bóng kiến. Đá bóng kiến như là bề mặt của nó là phủ lớp bóng kiến tạo độ bóng. Thì cái về chất liệu về vấn đề xương á, thì thằng này nó là xương cục đá. À, xương cục đá thì nó dùng công nghệ của đá nó ép. Thì cái độ chịu lực của nó tới là 4.000 tấn trên 1 mét vuông. À, thì cái độ chịu lực của nó là một đá nó ép nên cái độ chịu lực của nó rất là cứng. Và rất là cứng so với đá hoa cương gấp mấy chục lần. Đó. Thì vẫn nói vấn đề về chi tiết mà để mà so mà về vấn đề mà độ cứng hay là vấn đề về mà chi tiết về cái công nghệ gạch thì nó đi sâu vô thì nó rất là nhiều. Nhưng mà ở đây nói chung chung á là khi mà có chú thì dùng vấn đề mà cầu thang thì chú có thể nên dùng thằng đá này. Dạ. Yeah. Đá này thì cái ưu điểm của nó, thứ nhất vấn đề về cái độ cứng của nó thì nó xịn cứng hơn đá hoa cương. Và vấn đề thứ hai nữa, ưu điểm thứ hai của nó nữa là cái bề mặt của nó sẽ có nhiều cái họa tiết hơn. Ví dụ nó có thể là giả cái vân đá mắc bồ. Đó, đây là những cái vân đá mắc bồ nè. À, nó sẽ giả được những cái vân đá mắc bồ và công nghệ in, nó có công nghệ in vân sắc nét của nó. À, đó, công nghệ in vân HD, in vân sắc nét. Đó. Công nghệ nó in thì nó sẽ làm cho mình có cảm giác như viên gạch, như là viên gạch tự nhiên, rất là tự nhiên. Nhưng mà nó, và cái ưu điểm thứ hai của nó là vấn đề về độ bóng. Nó sẽ bóng hơn đá hoa cương. Vì đây là nó phủ một lớp bóng kiến nè, nó bóc còn phần nè. Đó, và vấn đề thứ ba nữa, ưu điểm của nó là nó chống thấm. À, chống thấm hơn đá hoa cương tại vì nó có một phủ một lớp đá bóng kiến, đây là nó chống thấm nè. Thì cái thêm một cái ưu điểm nữa gọi là quan trọng nhất là vấn đề về giá cả. Thì hiện giờ cái này đó giá cả nó rất là đa dạng. Nhưng mà chung quy của nó là so với cái đá mà hoa cương á thì giá của nó có thể rẻ hơn một nửa. Và có cái rẻ hơn thì nó dựa vào nhiều cái quy cách. Thì ở đây là qua sự giới thiệu thì ở đây con cũng mong muốn là giới thiệu chú những cái dòng đá này để chú lót được cái nền, cho nên cái nền cầu thang nó ok hơn, đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Vậy là cái độ nén của cái đá này là nó ổn định thì cái nó cứng nó ha, nó chỉ dạ, cần dạ, dạ. Gọi là cường lực á. Dạ, gọi là cứng. À. Còn cái mà đá của chú nói là thường nó dòng là hoa cương thôi con. Dạ, nó gọi là đá tự nhiên. À, đá tự nhiên. Đá tự nhiên thì nó chỉ có chỉ ra là nó mài bóng thôi. À. Chứ nó không qua một công nghệ gì gọi là xử lý về vấn đề bột đá. À. Còn đây là nó dùng bột đá nó ép, nó xử lý qua công nghệ. Nó tráng men, tráng gương, nó tạo độ bóng và nó tạo độ nén, thì nó tạo độ cứng luôn. À. Thì tuy rằng là cái độ dày của nó là một phân nhưng mà độ cứng của nó so với đá hoa cương nó rất là cứng nhiều. À. Dạ. Cho nên chú có thể sử dụng trong vấn đề dùng cái cầu thang là tuyệt vời. À. Hoặc là có thể dùng ốp mặt tiền. Dạ. À, mặt tiền. Ok. Đó, chú thì chú còn đang ngại là tại vì hồi trước kia là chú cũng làm là có cái cầu thang là đá kia đó. Dạ. À, đá đen đó. Đá đen. À, đá đen thì nói chung là nó sẽ gối ra là coi như là khoảng 3 phân, thí dụ mình làm cái bước chân đi có 18 thôi nhưng mà nó ra được 21. Ờ, và cái độ dày cao của nó hơn 1 cm mà. À đúng rồi, nếu mà đá hoa cương thì giờ độ dày nó có nhiều loại lắm, có thể là nó dày hơn 1 cm, hơn có thể 2 cm, có thể hơn 3 cm. Đó. Thì theo cái quy cách đá mình đặt. Đúng rồi. Còn cái đá này thì nó chuẩn của nó đa số là từ 1 phân nhưng mà cũng có những cái dòng nó lên tới 1 phân 2. Nhưng mà cái quy trình mà cái công nghệ quy trình mà độ nén của nó thì với cái độ dày như vậy thì nó có thể chịu lực rất là nhiều. Dạ. Yeah. Cho nên chú có thoải mái sử dụng trong vấn đề về cầu thang. Rồi, cái đó là chú để về lại xem thử cái tình hình ở đây có nhiều loại lắm, nhiều bóng, nhiều mờ, chú có thể nhiều Mờ này đó.
để mình tạo cái cảm giác riêng đó. Đây coi như một lô hàng nó luôn nằm đây luôn ha con. Dạ dạ. Thì cái này thì nó rất là đa dạng về kích thước. Nhưng mà kích thước tủng của nó là nó thường là 60 1.2, 60 1.2, 80 1.6, 75 1.5. Ở đây cũng có những cái cạnh thẳm cũng là đá này, nhưng mà nó là họ tiết nó là quăng gỗ. Quăng gỗ bây giờ người ta cũng chuộng rồi đó. Dạ. Cái này thì cái quăng gỗ này thì chú yên tâm, nó không có bay màu, nó không có mài mòn. Dạ. Rồi, được, qua đây là con tư vấn như vậy là chú yên tâm. Có gì để cô chú về xem lại cái cỡ kích và cái cách làm của ông thầu như thế nào. Dạ, rồi con cảm ơn chú. Cái gì chú cứ liên hệ, cái gì cứ tư vấn á, cái gì để cái trường hợp mà cần mà có thể là biết cái quy trình mà để làm cầu thang thì có thể liên hệ gặp con để có gì tư vấn. Ông đề bên thầu, bên thợ. Chú cảm ơn con nha. Dạ, rồi cảm ơn con nha. Màu trắng này là đậm hả? Dạ, tôi thấy nó hơi nhạt lắm. Trời ơi, nó nhạt lắm. Này mới là đậm này. Mà cô chú ốp cái toilet á, phải dùng màu đậm đồ nó... Không, thì cô cho này xíu toilet rồi này. Dạ, dạ. Cái này dạ. Toilet rồi nè. Toilet hả? Toilet. Tức là cô chọn toilet của cái tầng 1 nè. Dạ rồi. Đó, là cái này cô cho nó dưới nè. Cái này nó đang bị ngược, cái này cô cho nó dưới, cái này trên. Nếu như vậy á, thì bây giờ cô đi thằng này. Cô đi thằng này, cô đi lên bao nhiêu, mấy cái quyền đúng không? Đúng không? Đó. Cái này cơ, nếu gì là cái này cô đi đường. Cần mưa nha. Mưa nha. Thợ này các anh em là rất nhiệt tình. Làm dưới mưa. Khổ nhiệt tình mà. Thì chở đầu ha. Anh em công dân làm dưới mưa nha các bạn. Nước uống đi xuống. Đúng không? Đi xuống. Đi theo ba. Đi chưa? Đó, ra đó. Đi chưa?